Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Ông Hùng cần đóng một thùng chứa gạo thì chúng ta biết thể tích của chúng ta chính là 2 mét khối. Chúng ta biết giá tôm làm đáy thùng là 100.000 đồng một mét vuông, còn giá tôm làm thành xung quanh là 50.000 đồng một mét vuông. Bây giờ cần phải đi tìm cái giá trị nhỏ nhất, đó chính là chi phí mua nguyên liệu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đây là hình hộp chữ nhật không có nắp. Thì chúng ta sẽ có cái hình vẽ như thế này. Như vậy chúng ta sẽ có như thế này. Chúng ta biết đáy hộp là một hình vuông. Như vậy, mình sẽ đặt cái này là x, cái này là x, còn chiều cao là y. Như vậy, chúng ta có V á, chính là tích của ba cái cạnh này nha. Bây giờ chúng ta có V là 2 mét khối, chúng ta thế số 2 vào. Chúng ta giữ nguyên cái cục này. Bây giờ chúng ta lập cái phương trình tính tiền á, thì chúng ta ghi là T nha. Thì chúng ta biết đáy thùng là 100.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ có x bình phương nè, là diện tích của đáy. Chúng ta nhân với giá tiền là 100.000 đồng. Tại vì cái hộp này không có nắp nha, chúng ta sẽ không có phần phía trên này. Chúng ta chỉ có phần phía dưới này thôi. Chúng ta biết ở đây có bốn mặt bên. Thì đó chính là x nhân y. Như vậy chúng ta sẽ có 4 nhân cho x y. Và chúng ta biết giá thành là xung quanh là 50.000 đồng một mét vuông. Như vậy đây chính là cái thông tin của chúng ta. Bây giờ chúng ta có chữ y. Ở đây cũng có chữ y. Như vậy chúng ta chia 2 với cho x bình phương. Như vậy chúng ta đẩy cái cục này nè, thế vào chữ y này. Và chúng ta sẽ có phương trình theo biến của x. Chúng ta lấy 50.000 nhân cho 4, nhân cho 2 luôn nha. Mình nhân hết luôn tất cả các số lại. Thì chúng ta ra kết quả là 400.000. Chúng ta có y á, mình đổi thành 1 chia cho x bình phương, x chia cho x, chúng ta còn lại 1 chia cho x. Như vậy chúng ta sẽ có 400.000 chia cho x nha. Sau đó chúng ta đạo hàm để đi tìm cực trị. Đạo hàm của x bình phương là 2x, 100.000 nhân 2 là 200.000. Còn này là trừ cho 400.000 chia cho x bình phương. Như vậy chúng ta lấy t phẩy x bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Như vậy chúng ta sẽ có cái cục này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ đẩy cái cục này nè sang bên phải. Và chúng ta sẽ chia 2 vế cho 400.000 chia 200.000 nha. Như vậy, x bình phương á, nhân cho x, chúng ta sẽ có là x mũ 3. Và chúng ta có số 2. Cái này mọi người đẩy sang bên đây, rồi sau đó đẩy x lên đây, sau đó chia cho 200.000, chúng ta mới có cái cục này nha. Này mình viết tắt á. Và chúng ta sẽ có x ở đây, chính là căn bậc 3 của số 2. Và đáp số của chúng ta làm tròn đến phần 10 là 1,3. Và đây chính là đáp số của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.